Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở tại Toronto, Canada. Ngay trên cái con đường huyết mạch chánh ở đây, sầm uất buôn bán thương mại của người Việt cũng như người Hoa, đó là từ đường Spadina. Việt Thảo hôm nay trong cái chương trình đi vận động cho chùa Linh Sơn trong việc cung nghinh tượng Phật Ngọc Hòa Bình cho thế giới về với chùa Linh Sơn từ ngày 17 tháng 7 cho tới ngày 3 tháng 8, liên tục gần 3 tuần lễ ở tại Toronto, Canada. Thì trong thời gian này, Việt Thảo muốn đi đến những cơ sở thương mại hay là những nơi sinh hoạt của người Việt cũng như người Hoa ở trong cái cộng đồng Việt Hoa ở đây để nhằm giới thiệu với những người Việt Nam ở tại Toronto cũng như những người Việt Nam ở tại các tiểu bang lân cận với Canada, chẳng hạn như là Chicago hay là Michigan, Ohio, đại khái là những tiểu bang ở gần Canada. Thường thường thì người Việt Nam khi đến Toronto vào những dịp cuối tuần hay là đi chơi xa, đến đây ăn uống tại vì có đầy đủ thức ăn rất ngon, Việt có, Hoa có, rồi sẵn dịp đó mới mua sắm hàng hóa, chẳng hạn như là rau cải, thịt, cá đem về nhà để mà ăn lâu dài trước khi trở làm chuyến nữa. Thì thường thường khi đến với Toronto, có nhiều người biết chỗ rồi thì thôi, không biết phải chạy hỏi tùm lum hết. Có những món đồ dùng hàng ngày không có, không biết mua ở đâu. Thì hôm nay Việt Thảo nhằm mục đích để giới thiệu người Việt Nam của mình biết một trong những nơi mà có đầy đủ tất cả các mặt hàng, kể cả những mặt hàng ở những nơi khác không có, ở đây cũng có. Mà khi đến đây rồi mặt hàng không có, mình nói cho người chủ tiệm biết thì rồi người ta cũng tìm được cho mình. Những mặt hàng này từ Việt Nam cho tới Mỹ, Canada, Âu Châu đều có hết. Mà những mặt hàng này là đồ dùng cần thiết xài ở trong nhà của mình. Mà ngay cả những nhà hàng lớn cần những equipment, những dụng cụ nhà hàng cũng có, ship đi khắp nơi hết. Việt Thảo muốn giới thiệu với quý vị cũng như các bạn tiệm Tạp Phong nằm ngay số 360 ở trên đường Spadina. Cái chữ tạp quan trọng lắm nha. Chữ tạp nó có cái ý nghĩa là tập trung lại. Mà mình nói cái chữ bình dân là tạp nhạp, cái gì cũng có hết. Nhưng bây giờ nếu không tin thì mình vào thử để cho các bạn như Việt Thảo nói nha, biết một cái nơi đến Toronto, đến Spadina, dù ngay một cái chỗ có đầy đủ mặt hàng. Rồi, xin mời vào. Ở bên ngoài trời nóng nha, vô trong cái mát rượi liền, máy lạnh đầy đủ để cho người ta đi shopping đó là tiện nghi. Có lẽ phải gặp ngay một trong những người chủ nhân của Tạp Phong ở tại Canada này để mình biết rõ thêm về những mặt hàng cũng như tâm tình của người chủ tiệm dành cho người Việt Nam, thì từ đó mình dễ mua sắm hơn, có phải không nè? Đây là chào chào em, chị tên gì? Đệ. Tên Đệ. Dạ. Nhỏ tuổi hơn Thảo mà sao xưng chị được? Tại vì quen miệng rồi. Bao nhiêu tuổi? Sinh năm mấy cái đã? Giữ bí mật được không? Dạ được. Dạ. Bây giờ nè, ở tiệm Tạp Phong của mình. Dạ. Thứ nhất là mình có bao lâu rồi? Tiệm mình được thành lập được 30 năm rồi anh. Dạ. Dạ, được 30 năm, thành ra từ cái tiệm rất là nhỏ, như là khoảng chừng mình nghĩ là 2.000 square feet, mà hiện giờ là đi tới là được 10.000 square feet. Wow. Với lại có cái warehouse lớn. Dạ. Warehouse là gần đây không? Warehouse cũng rất là gần anh, khoảng chừng 10 phút thôi. Cũng cả những cái good location ngay downtown luôn, để mình dễ dàng để mình dựng cái hàng hóa. Khi nói tới warehouse thì mình thấy rõ ràng rằng cái sức chứa phải lớn lắm. Đó là những mặt hàng chắc là cái kích thước cỡ cũng lớn, cho nên mình phải có cái warehouse không ạ? Dạ, tại vì nói thực tình những cái món hàng của mình bây giờ á là có thể nói là trên 40.000 thứ. Wow. 40.000 thứ. Thành ra cái nhỏ nhất là cái gì? Nhỏ nhất là có cái gì? Nhỏ nhất là những cái muỗng. Bán muỗng luôn. Muỗng luôn, từ cái muỗng hay nắp, từ tức là muỗng nè, pin nè, những cái mà rất là nhỏ, bóng đèn cũng có luôn. Rồi lớn nhất là cái gì? Lớn nhất là những cái như là máy. Ok. Máy nè, là tủ lạnh nè, những cái equipment đó, mình có thể nói là những cái equipment mà nhà hàng cần supply, mình supply cho những nhà hàng. Thí dụ nhà hàng người ta cần một cái máy hút của nhà bếp có không? Có chứ anh. Wow. Có, cái đó là mình sẽ custom make luôn. Custom made tức là người ta muốn làm sao mình làm y kiểu đúng, như vậy. Đúng. Dạ. Rồi thí dụ bây giờ nhà hàng cần một cái máy nước đá có không? Có luôn. Thí dụ những nồi khúc nấu. Nồi khúc nấu là có tới khoảng chừng 200 lít cũng có nữa, tức là một người có thể ngồi trong đó vẫn có luôn. Wow, wow. Dạ. Những cái đó có ở đây không? Có chứ. Một chút mình sẽ đi coi cái đó. Dạ. Rồi. Bây giờ đó phần lớn những cái mặt hàng người ta order, nếu ở bên Mỹ đi,
như Florida chẳng hạn, thì mình có gửi đến cho người ta hay không? Dạ có. Bây giờ hiện giờ mình cũng có nhiều người khách ở bên Mỹ, ví dụ như Chicago, những cái như là ở Ohio, những cái gần gần ở đây như Buffalo, thì cũng có những cái khách của mình bên đó, rất là nhiều khách nhà hàng. Lý do tại sao người ta không mua hàng bên Mỹ mà mình ta order bên đây? Tại vì bên đây mình có nhiều cái món hàng đặc biệt mà với cái giá đặc biệt nữa. Làm sao để có giá đặc biệt đó? Đặc biệt rẻ là thí dụ như mình cho discount khách hàng, nhất là mình đặc biệt cho những người đồng hương nữa. Và với lại những món hàng là nó khác lạ hết những hơn là những cái tiệm khác. Những cái mà mình có thể nói là đôi lúc người ta tìm trong thị trường là mình người ta tìm không có mà lại tập phân lại có. Thí dụ? Thí dụ mình nói là thí dụ như là những cái lưu từ Việt Nam đi, nếu mà anh đến tiệm tiệm Tây thì làm sao anh kiếm được cái lưu, và những cái giá từ Việt Nam. Khoan, cái chỗ này hơi lạ, ở bên Tây người ta có cần cái lưu không? Có chứ, họ rất là thích, tại vì những cái này là họ thấy là những cái như là một cái a piece of art. Tại vì nó Việt Nam thì thường thường nó làm bằng tay, handmade, thành ra họ rất là thích, rất là quý. Dạ. Nhưng mà cái lưu mình thì nói mình cái lưu chứ, nhưng mà bên đây á họ có thể đem đi trồng bông nè, họ có để làm như là một cái piece art, cũng như là một cái lò đất, lò than. Ok, bây giờ tôi cần một cái cối xay gạo, có không? Có. Của Việt Nam có luôn. Bây giờ thí dụ như ở đây mình không có bán mà người ta có một người là hỏi cần một cái, tôi cũng có nữa. Có luôn, mấy cái cũng có. Hay quá. Dạ, thành ra những cái hàng mà rất là hiếm. Ok, tức là khi mà anh chị đến tiệm tạp phong á sẽ rất là surprise những cái mà mình không có. Chính là những người Tây cũng nói là nếu mà đi tới tạp phong mà kiếm không có đó thì không cần phải đi đâu hết. Hay à. Dạ. Bây giờ đến tạp phong mà không có. Dạ. Thì bây giờ nếu muốn có thì làm sao? Muốn có là mình cũng có thể đặt luôn nữa. Như vậy thì bây giờ thí dụ Việt Thảo cần món đó mà không có, nói cho tạp phong biết tạp phong sẽ có trong vòng bao lâu có? Tùy cái món hàng, nếu mà món hàng mà từ ở nước ngoài á thì khoảng chừng có thể nói là 6-9 tuần, là tùy cái shipping. Nếu mà mình muốn shipping rẻ đó thì mình phải đi với cái container mà mình qua. Okay. Nếu mà mình có special shipping thí dụ như UPS Express cũng được, nhưng mà cái đó thì giá nó hơi mắc. Bây giờ ở các tiểu bang bên Mỹ, tiểu bang nào gần bên Canada mình nhất? Buffalo, Erie, New York. New York. Tiệm mình á thì nói cho đúng ra đó thì mình không có quảng cáo rất là nhiều. Phần đông đó là mình những khách hàng biết là từ cái lời nói mà những người giới thiệu, từ sếp cúc này sếp cúc kia giới thiệu. Thành ra nói cho đúng ra đó thì với cái bên những cái sếp mà Tây á thì họ rất là thích tiệm tạp phong, với lại họ cứ đồn nhau, cứ giới thiệu nhau, thành ra mình có thể nói ở đây á, mình buôn bán với cái những cái như là hotel, những cái banquet, những cái catering, những cái căn mà rất là lớn, hầu như là CN Tower đó cũng là khách của mình, Sky Dome cũng là khách của mình đó. Thì những cái sếp nổi tiếng đó họ cứ giới thiệu từ giao nhau thì họ tự đến. Ở đây mình bán là 80% là khách Tây đó. Wow. Dạ. Bây giờ đó 80% là khách Tây, còn 20% nữa là khách Việt. Vậy bây giờ mình hy vọng đó, bây giờ mình sẽ có 80% khách Tây, mình sẽ có thêm 80% khách Việt nữa. Tức là 160%. Cái bí quyết để thành công khi mình mở tiệm tạp phong này? Bí quyết là mình thích tìm tòi, với thích lắng nghe với những cái lời của khách yêu cầu. Hay lắm. Bây giờ xin phép cho Việt Thảo được đi một vòng để xem những mặt hàng được không? Được, cảm ơn. Bây giờ ngay chị đứng tại đây đi, chị thấy có cái mặt hàng nào mà đặc biệt lạ mà chỗ khác không có ở đây có nè? Đặc biệt lạ ha. Bây giờ cái này, món này, món này. Dạ. Thì rất là đặc biệt. Cái kiểu như từ cái hột gà mà khi người ta muốn làm cái trứng gà mà người ta muốn lấy từ cái nắp cái trứng gà ra. Rất cái trứng gà luộc rồi. Sống. Sống. Mà lấy cái vỏ ra. Không cần lấy vỏ, mình chỉ cut a half để mình lấy cái nắp của nó, cái top của nó ra. Oh, ok. Cái đó là không phải là cái chuyện mà dễ mà lấy được. Mình con dao mình cũng cắt không được nữa. Thành ra mình phải cần cái những cái equipment như vậy để mình. Hay, có hột gà đây không? Không có. Không có. Hay là nghe. Cái này đó, cái này là trong trường hợp mà mở ra được không? Mở được. Dạ. Đây mình thấy. Úi cha. Ngộ vậy. Đây.
Hay quá. Cái món này, cái này thì cái product này là làm tại Pháp. À, đây là một sản phẩm làm tại Pháp nha. Cái hột gà đó, mà hột gà sống mà mình muốn cắt một cái dòng để mình dở thành cái nắp ra để cho hột gà trong còn nguyên mà sống nha, để dùng cái dụng cụ này. Thấy không? Bây giờ tự nhiên mà mình muốn làm cái đó, ngay cả mình còn không nghĩ tới cái chuyện mình làm cái hột gà kiểu đó nữa. Dạ. Rồi, bây giờ có cái món hàng nào Việt Nam mà lạ mà ở đây không có bán không? Có, nhưng là đấy cái lò đất đó. Đâu đâu là đất đâu, là đất đâu, đâu 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 đâu. À đây đây cái lò đất này phải không? Đây. Úi chà. Là lò than rất là quen biết đó, là cái này nhìn là thấy ông táo nè, ba ông táo nè. Dạ, ba ông táo đó. Bỏ than vô đây ha, đốt lửa. Úi chà, cái cho nó lọt xuống đây. Dạ. Như vậy thì cái lò này bán bao nhiêu? Cái lò này mình chỉ bán có 10 đồng thôi. Rồi bán vậy làm sao có lợi? Lên đây ship từ Việt Nam qua nữa. Nhưng mà mình cũng bán vui chơi chứ, là để cho thấy nó lạ trong cái đầy đủ mặt hàng. Đầy đủ mặt hàng. Dạ. Nè các bạn thấy không? Ngay cái lò than cũng có nữa nè. Dạ. Thì ví dụ như hồi nãy anh hỏi là cái cối xây rạo đó. Uh-huh. Cũng có luôn. Uh-huh. Dạ, tức là xây bằng tay. Có display trong này không? Có luôn. Có luôn. Dạ. Rồi có gì đặc biệt muốn nói thêm với khách hàng nè? Thì là mình muốn nói với khách hàng là hy vọng okay, qua cái chương trình này thì sẽ mang đến cho khách hàng nhiều cái sự surprise, là muốn đến với tiệm tập phong để tìm hiểu nhiều hơn. Dạ. Như vậy thì lời nhắn với tất cả những cái bà nội trợ nha, từng gia đình một nha, bên Mỹ cũng vậy, mà ngay cả các nhà hàng cũng vậy. Nếu các nhà hàng mà cảm thấy có những cái món đồ mà mình tìm không có, cho nhà hàng của mình cứ gọi thẳng về Tạp Phong, vậy có thể cho xin số điện thoại của Tạp Phong. Số điện thoại là 416-977-6364. 416-977-6364. Dạ, hoặc là có thể email đến Tạp Phong là t_p_houseware@hotmail.com. Ok, t_ tức là cái gạch dưới đó, cái này gạch ngang ha. Cái chữ T, chữ T thường. T là chuyên chỉ Thảo đó. T gạch dưới, chữ P gạch dưới. À, không phải gạch dưới, underscore tức là gạch ngang mà nằm dưới cái gạch dài đó. TP stand for tức là tượng trưng cho cái chữ Tạp Phong. TP nhưng mà mình có underscore ha. T gạch ngang, P gạch dài, ở trên màn ảnh này sẽ có hiện ra cho quý vị. Rồi houseware@hotmail.com phải không nào? Rồi như vậy thì bây giờ thì Việt Thảo xin một vòng nha để coi. Rồi như vậy thì các bạn ơi, bất cứ món gì trên thế giới này cảm thấy rằng mình muốn có, từ Việt Nam nha, Pháp, Âu Châu không cần biết. Giống như bây giờ mình nói tôi cần cái cối xay gạo, hay là bây giờ để kiếm gì cái thúng, hay là cái nia, rồi bây giờ cái rổ, bất cứ món gì nha, thậm chí cái dao sắc chuối, ai ngộ vậy? Cứ việc liên lạc Tạp Phong ở số điện thoại mà quý vị thấy trên màn ảnh này, cũng như liên lạc ở email và địa chỉ là 360 Spadina ở tại Toronto, Canada nha. Bây giờ mình đi một vòng mình coi coi những mặt hàng nào nha. Rồi quyết định gì đi. Cảm ơn chị. Đây, rồi cảm ơn anh Thảo. Cái này là đồ cúng đó. Dạ. Wow. Cái đồ cúng mà truyền thống. Dạ. Cho người mình hay thích. Đó, từ cái giấy cúng ông táo tới cúng đủ thứ, cái gì cũng có hết. Uh-huh. Wow, tiền Mỹ luôn, xài tiền Mỹ nha, tiền Mỹ nha. Đây, $100 một sắp như này nè, là cả $100,000 nữa nha, không dẫn chơi đó nha. 100,000 phải không? $100 không phải, $100 10,000 thì dù cỡ 20,000 đô la đó nha. Đây có những bộ đồ vest nữa nè, đó, áo nè, giày dép nè, đồ vest. Wow. Cái gì cũng có. Coi như là đồ hàng mã để cúng kiến là đó, là có đủ hết. Có luôn, đủ hết. Rồi úi cha, rổ thúng. Rổ thúng nhỏ có hết rồi nha. Wow. Úi cha, cái này là để làm gì? Cái này là mình để, có thể mình để bông, yeah, mình trồng bông. Làm từ Việt Nam. Làm từ Việt Nam. Wow, 69 cent, 69 cent. Dạ, cái này làm từ Việt Nam. Chiếu. Chiếu đây. Ghe chiếu Cà Mau. Đó, cho kênh tự lòng. Rồi, có hàng nào đặc biệt cái nữa nè. Cái này thì từ bên Phi Lực Tân. Tức là mình có nhập luôn cái hàng Phi luôn. Rồi. À, thớt nè, thớt. Thớt. Đồ lệch, ô thớt này của bên đây mà. Cái thớt này, không, cái này thớt của Trung Quốc. Uh-huh. Những cái món này thì ở bên Phi. Ồ, Phi Châu. Không, ở Phi Lực Tân. Phi Lực Tân. Dạ. Wow, sản phẩm của Phi Lực Tân cũng có nữa nè. Phi Lực Tân đây, là những cái sản phẩm của Phi Lực Tân. Uh-huh. Đó, mình thấy rất là đẹp. Rồi, còn cái gì nữa, cái gì đặc biệt nữa. Rồi, những cái như là cái, thấy không? Những cái nồi của Việt Nam này cũng à, có. À, cái này cái rế. Cái rế nồi. Cái rế đang để cái nồi lên nè. Nhưng mà ở đây á thì
người ta không có xài, không có để bằng cái rế. Đôi lúc đó họ hay để tay, họ để là những cái fried chicken đó. Yeah. Oh, để thức ăn luôn. Để thức ăn thì họ để cái miếng giấy lên rất là đẹp. Ok, rồi xong đó rồi họ để như french fry, fried chicken cho supply cho nhà hàng mà không bể nữa mà lại rẻ tiền. Dạ, yeah. Thành ra đôi lúc mình cái mặt hàng mình nghĩ là cái ghế, nhưng mà mình có thể là xài nhiều thứ lắm, không phải là cái ghế mà nó bây giờ trở thành một cái dĩa. Cái ghế trở thành cái dĩa. Rồi cái đó cái tự nhiên rồi. Bây giờ anh cứ tiếp tục cứ thấy đây những là mấy cái bánh mì, những cái là những cái những cái này là cái nướng pizza. Để nướng pizza khi mình xuống cái pizza trong cái lò. Nếu mà mình để đằng mình làm cái bánh ướt được không? Bánh ướt mình có luôn, có cái nồi bánh ướt được. Cái này không, cái này thì để cho mình để mình nướng cái pizza đó trong cái lò khi mình dắt cái pizza ra. Dạ. Dạ, là cái này đây. Rồi những cái mấy cái tiệm sắm nè, mấy cái steamer, tiệm sắm mà người ta tiệm sắm ở đây đặc biệt nhất nha. Là những nơi khác không có. Thí dụ hầu hơi tiệm sách á, mình thấy ở trong thị trường á là tròn. Ok, nhưng mình đây á mình lại có cái oval. Là cái này mình không có thấy không ạ. Anh em tiệm sắm thường thường là tròn phải không? Nhưng mà ở đây á đặc biệt á là lại có oval, lại có vuông, lại có ba góc. Thành ra tiệm mình những cái món hàng nó rất là đặc biệt. Even những cái tiệm sắm rất là nhỏ, rất là dễ thương cũng có. Thí dụ người ta chỉ service cho một cái xíu mại đó cũng được, thì tay họ thích cái gì mà nó nhỏ mà nó rất là dễ thương đó. Từ giờ chưa thấy cái món nào đắt tiền hết. Rồi bán như vậy thì một ngày mới được bao nhiêu xã hội? Mình bán mình đủ xã hội được rồi, tức là để vui chơi thôi. Đây những cái lu nè, ở Việt Nam này là anh thấy rồi, nhớ rồi đó. Khạp lu cái này cái khạp, cái này kêu cái khạp. Đó, rồi những cái này là bên thuộc về của những nhà hàng Tây xài, họ để những cái french fry nè, những cái basket nè, đó có hết là anh thấy ở đây bán rất là nhiều món. Mình nói là 40-50 ngàn món là có lẽ là hơn nữa. À đây gói xay gạo. Đây anh thấy không, đây đó nó wow. Rất là nặng. Đây. Ủa đâu phải đây. Cái chỗ này là để đâu mà để ngay giữa nè, đó. Đúng rồi. Ở đây mới đổ ra đổ bột nè, ấy đổ gạo với nước vô đây bắt đầu xay nè. Đó, xay. Cối đá. Cối đá. Con cá đối nằm trên cối đá. Những cái nè, diễm, chắc là lâu lắm không có thấy cái diễm rồi ha. Đó, những cái diễm, anh thấy không, cái diễm Việt Nam đó. Diễm đó. Đây thì những cái nồi đất đồ, cái này là rất là nhiều, tức là mình nhập cảng rất là nhiều nước rồi. Nhật cũng có nữa đó, là tạm thời là những đó. Cái thí dụ như những cái siêu nấu nước hả, những siêu nấu thuốc bắc nha. Những cái đồ của Thái Lan nè, ở đây những cái món Thái Lan khi họ để nếp á, để họ service để hấp nếp. Cái này là của Thái Lan, cho nên các mặt hàng đầy đủ của các nước hết chứ không phải riêng của Việt Nam mình. Thành ra tập phong đón nhận khách không phải riêng Việt Nam nha. Người Tây có nha, Canada có, Thái Lan có, Nhật có, Trung Hoa có, Philippines cũng có. Tại vì tất cả các nước trên thế giới những mặt hàng đều có ở đây hết. Mặt hàng là những cái đồ gia dụng xài ở trong nhà. Đây là những mặt hàng nhỏ nha. Những mặt hàng lớn của restaurant cũng có nữa. Mình lần lần mình sẽ khám phá là những cái hay và cái độc đáo ở tập phong. Mà Việt Thảo nghĩ rằng người Việt Nam mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới có dịp ghé qua Toronto hay Canada, ghé qua tập phong ngay trên đường Spadina, ngay số 360. Ở nơi đó chúng ta sẽ có dịp. Nó không phải là bảo tàng viện. Cái chữ tạp đó như Việt Thảo nhắc lại là tập trung nha. Mà mình nói chơi vui là tạp nhạp, cái gì cũng có hết. Chỉ có một cái không có thôi. Tiền. Biết tại sao không? Biết tại sao không? Tiền bà chủ cắt hết. Cho chùa. Tiền năm đi cúng hết chưa hả? Ok, cái này là cái gì? Cái rau mây hả? Không, cái này là cái fan sân. Để mà mùa hè cái người ta hay trấn cái fan lại. Đó. Rồi những cái đặc biệt như hủ da ua nè, đâu có thấy không? Đó. Cái hủ da ua Việt Nam nè. Dạ. Đây, cái này hồi xưa đó, hồi xưa mà thiếu đồ giác hơi lấy này giác được. Ủa da ua, những cái keo nhỏ nhỏ này là anh thấy không, nó rất là dễ thương. Đó, họ tay họ đem đi để spa hoặc là họ serving luôn. Bây giờ có cái món nào lớn nè, món nào lớn nè. Bây giờ là nhỏ nhỏ không mà kiếm nào lớn nè. Đây. Tiền dữ dội coi. Chảo nè. Ôi chà. Đó, tới lớn lắm anh nè. Tới khiên không nổi đâu, rất là nặng. Ui cha ơi.
Chảo này chảo đụng à. Quá trời cái chảo à. Anh nhớ cái này hồi xưa mà ở Việt Nam làm heo á, cái đồ lòng này kia nó thả vô đây là luộc nè. Rồi nấu cả nồi cả chảo. Ôi cha. Dạ. Này kia bánh xèo cái bánh bơ lớn. Ăn không nổi chuyện cái này, ăn cả làng chứ không phải ăn. Rồi những cái keo, cái tức là đại khái cái gì cũng có hết. Đó. Wow. Mình dùng cái chữ tạp nhạp không phải là chỉ dơ mà nó đủ hết trơn. Tạp phong tức là mình tạp chung cái phong phú. Phong phú. Sí, bây giờ mới thêm được cái chữ tạp phong là tập trung, phong phú. Ôi cha. Dạ. Rồi bên đây thì là về cái cleaning stuff, tức là những cái dụng cụ cho nhà hàng. Cái này hiếm thấy nha, ở Việt Nam. Kẹp. Để phơi quần áo nhớ không? Trên xào hồi xưa nha. Cái này là kỷ niệm đáng yêu lắm nè. Qua bên Mỹ mình tìm cái kẹp này khó lắm nha. Dạ. Trời ơi trời, một đống kẹp gì có 1 đồng 49 nè trời. Bây giờ mình nói cái công mình làm cái kẹp không có làm hoài không được á. Này sẵn hết trơn rồi. Đây wow. Kẹp bao tay chọi. Còn ở đây thì những cái những cái cho nặt. À hồi nãy anh nói là bánh cuốn đây, đây đây. Bánh cuốn. Cái nồi mình để hấp bánh cuốn ra. Wow. Đây. Nồi hấp bánh cuốn sẵn luôn. Cái nồi hấp bánh cuốn ha. Ở trên có cái dòng luôn. Để vô trên này đây. Ở trên có cái miếng vải vải mùng á, bọc lại để lên, rồi nước sôi lên, tráng bánh nước. Qua. Vớt. Cái cây này cũng có nữa. Có. Ê, giờ... có luôn cái gáo dừa để mình chắc bánh dạ. Nha. Có luôn. Cái cây này mua về không có không có để đánh đít. Hư bị đỏ. Wow, sửng. Đủ hết. Những cái sửng lớn có luôn cái bên kia. Nhớ nha, có những chiếc võng nữa nha. Nó có những chiếc võng nữa nha. Có võng luôn. Ôi trời, chảo nhỏ là sóc dừa luôn. Chảo nhỏ để họ xúc. Đủ hết, đủ hết, đủ các mặt hàng hết. Bữa nay là thuộc về, bữa nay thì bị hơi nó bị gì đang dọn á. Đó là những cái mặt hàng thuộc về equipment như lớn, ngồi đủ thứ bên này hết. Đó. À, cái gì đây? Cái này là cái lò hấp. Không, cái này là cái display cho cái để cho nó ấm nó nóng không? Để nó lạnh cho nó ấm. Dạ, những cái máy sắc thịt 999 lần. Dạ. Thấy chưa? Máy sắc thịt. Những cái nè, đây, máy giặt bò viên nè đó. Cái gì? Vậy đấy. Máy mình giặt cái bò viên á. Xay thịt nát ra. Rồi mình đổ vô cái nó giặt. Nó ra bò viên luôn. Bò viên dạ. À như vậy nha. Máy này bao nhiêu? 999 lần. Wow. Nó là $2,000. Như vậy đây cái máy này cần kỹ nghệ nè, máy này cần cho các nhà hàng. Thành ra $2,000 nghe nó mắc. Nhưng mà thay vì mướn nhân công ngồi nha, bầm nha, rồi xay ha, rồi dắt từng cục ha, cái thời gian dài đó tốn nhiều lắm. Một cái máy này $2,000. Nhưng mà nó tự động hết. Bỏ thịt bò vô, ra cục bò vậy vậy. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Xí, vì cái máy lớn. Máy lớn. Và có luôn cả máy mà bây giờ là rất là thịnh hành, là những cái nhà hàng Tàu với Thái rất là thích xài. Máy này thì máy là thuộc những cái máy slicer này sắc á, thịt. Sắc thịt là rất là thường thôi. Tức là một cái rất là basic, tức là không có gì. Cái máy này mới là đặc biệt nhất. Đặc biệt chỗ nào? Đặc biệt đó, khi mà mình bỏ cái thịt thịt sống của mình bỏ vô thì nó tự nó cắt miếng rất là đều. Thịt sống của mình. Không. Thịt gà và thịt heo. Đưa cái bàn tay vô, nó ra 5 ngón. Không phải 5 ngón mà mấy chục ngón nữa, nó xuất ra nhiều miếng quá. Đây, cái này tức là khi mình để cái cục thịt của mình thường thường đó. Cục thịt của mình. Thí dụ bây giờ cục hem. Đúng. Cục hem để bánh mì đó. Thịt gà sống, thiên nhiên nhà hàng. Thí dụ mình cái bread á, chicken bread á, khi mà mình muốn thái nó ra miếng slay á, thì mình khi cái người mà đứng thái nó rất là mất thời giờ, thì chỉ họ bỏ cái chicken bread vô đây thì nó sẽ thái miếng nhẹ như vậy. À, muốn cái size bao lớn cũng được. Được. Wow. Bây giờ thịt đùi được không? Thịt gì cũng được, không có cần phải suy, không okay. Cần phải đông lạnh. Dạ. Yeah. Quá hay, cái quá hay. Cái này thì là thái sợi. Ok. Trời, cái chảo nhỏ đã không? Nè. Ui cha, mấy cái chảo nhỏ nhỏ nè. Đủ hết. Wow, sư tử lượng không thể 40,000 nha. Nhớ nha, 40,000 mặt hàng lớn nhỏ khác nhau, nhiều lắm nha.
Bây giờ ở nhà mình đếm trong bếp coi được bao nhiêu món. Không có bao nhiêu hết trơn. Mà đây 40.000 mặt hàng. Nhớ cái con số 40.000. Mấy cái coi nha, coi một dọc nè, đó, sửng bự ngang, sửng ngắp ngang. Muốn chùa, chiền hay là ở đâu ngang, hấp bánh bao ngang, bánh ít ngang. Úi chà, quá trời luôn. Rồi có tấm anh thấy những cái thớt không? Cái cây nè, cái này là từ miếng cứ nhỏ đó, những cái thớt đó, khi mà nhà hàng họ xài đó. Trời ơi trời, úi trời, nguyên cái thớt không thằng ơi. Ôi nặng lắm anh nha. Quá. Wow, tấm thớt bự ghê chưa, nguyên một cây luôn. Những cái căn nhà hàng với những cái supermarket đó, làm cá, làm thịt đó. Wow, mặt láng nè. Một cái vậy bao nhiêu ha? Một cái 100 mấy anh. Wow. Không có thớt cây đàng hoàng không? Thớt cây, thớt đủ thứ. Cái này máy cam, bỏ cái cam vô nó tự động nó cắt rồi nó vắt ra luôn. Vắt ra nước? Dạ. Nên máy này nhiêu? Máy này 1000. Cái này hay nè. Dạ. Cái này là hàng kỹ nghệ cao cấp nha. Dạ. Cái này dành cho nhà hàng nè. Dạ. Thay vì ăn trái cam, sắc ra nặng. Hay là nặng trong những cái bàn tay ha, hay là cho máy mà nó chạy rồi đè lên cũng vậy nữa, mình nặng lần trái ha, nó rất là lâu nha. Cái này thả nha, cam nó để tự động nha, nó chạy lọt xuống bụp tự động ra nước hết luôn. Cái vỏ cam để hoàng qua simple $1000. Wow, trời ơi, tôi mà tôi có tiền tôi mua cái máy để nhà để nhà xong coi chơi với cam luôn. Cái máy nước mía thì họ để bên kia. Không sao, không sao. Nói chung như thế này là có đầy đủ hết. Có đầy đủ. À, trời ơi. Ở lâm chuột, cái bẫy đặt chuột. Úi chà, lâu quá mới gặp lại nó nè. Trời ơi, dễ thương quá nhớ luôn nè. Đó, bây giờ dở đây coi, dở lần sau đây lại coi ngang đây. Quên rồi. Khoan, không có sao. Có. Đây. Đó. Ủa cháu chắc cho mày. Khóa, từ. À, lấy lên, mở khóa lên. Dạ. Phải không? Dạ, đúng. Mở khóa nè. Đó. Gà cái này xuống đây. Đó. Ở trong này nha, ở trong này để miếng mồi. Đây. Đó. Phía trong cái chỗ đó để cái miếng mồi. Nha. Thấy miếng mồi không? Đó, để miếng mồi đó. Con chuột nó bò vô, đụng cái miếng này nó sẽ sập xuống. Đụng miếng này thì nó kéo cái này đó, sập xuống là con chuột mắc kẹt trong này. Nè không tin là để tay vô bên trong, để tay vô đây. À, cái đồ đặc chuột cũng có nữa. Chứ ở bên đây mà mình mua thuốc mà giết chuột là không được đó nha. Cái đó là sát nhân đó. Không phải sát nhân là giết người. Cái đó là murder đó nha. Là sát sinh. Bắt thôi, bắt đem đi thả. Anh Long, cái giỏng của mình đâu Long? Giỏng Việt Nam đó, cái giỏng. Ở cao mà. Cảm ơn anh Việt Hảo, ok, đã đến tiệm tạp phong mà quay cho cùng phim để đưa lên mạng. Dạ, thì cũng hy vọng là anh chị từ khắp thế giới sẽ có dịp đến Toronto sẽ ghé lại thăm tạp phong và sẽ có thể là mang lại nhiều cái sự supply và những cái gì mà mình tìm không có đó, mình sẽ tìm ở tại đây. Hoặc là bây giờ các bạn ở trên khắp thế giới nha, muốn có những cái món đồ gì, mặt hàng gì mà mình không tìm được, liên lạc thẳng về tạp phong trước nha, liên lạc thẳng cho tạp phong rồi tạp phong sẽ ship món hàng đó cho mình, không cần phải đến tìm tạp phong được nếu mình không có dịp đến. Còn nếu có dịp đến tạp phong mà muốn chính thức lấy cái món hàng đó, gọi cho tạp phong trước. Rồi tạp phong order về xong rồi, mình sẵn dịp đi Toronto, Canada, ăn uống xong ghé tạp phong lấy món hàng lái xe về. Nha, số điện thoại số mấy? 416-977-6364. 416-977-6364. Nhớ nha. 416-977-6364. Đúng không? Đúng. Tiệm tạp phong ở tại số 360 Spadina, Toronto, Canada. Tất cả các mặt hàng được cách trên 40.000 mặt hàng nha. Mặt hàng nào không có, báo tin ở đây kiếm có. Bất cứ nước nào trên thế giới này, từ nhỏ 20 cent cho tới mấy chục ngàn cũng có hết. Nhà hàng được nha, nhà bếp có nha, ở nhà được nha, chỗ công cộng cái gì cũng có hết. Ok, bây giờ tạp là tập trung, phong là phong phú, tất cả đều có hết. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong cái phần kế tiếp, trong chuyện Minh Lề, trong kiến Việt Thảo ghé thăm Toronto để giúp cho chùa Minh Sơn trong việc cung kính Phật Ngọc Quỳnh cho thế giới. Ok, thank you, I love you, bye. Thank you.